Đây, đây là bé Na và đây là bé Sonic. Rồi, bây giờ bé Na nè, thở nước nha. Bé Na đeo mắt kính vô. Thở nước, nhúng lên ngồi, đứng lên ngồi xuống, thở nước đó. Rồi. Bé Na thì nước ở hồ bơi ở đây là khá lạnh, nhưng mà bé Na với bé Sonic là tập luyện rất là tốt nên giữ được thân nhiệt, người rất là vẫn còn rất là ấm nên cứ thế mà tập ha. Rồi bây giờ em thở nước tiếp đi, thở nước 100 lần cho anh, 100 lần cho nó quen. Dư quen cái thành hồ này, đứng nhúng lên nhúng xuống cái thành hồ bơi này cho mình quen. Cái chân mình chạm xuống thành hồ bơi này để mình cảm nhận, để đừng có bị sợ nước của cái hồ bơi này nữa. Tại bởi vì trời tối đúng không, trời tối thì mấy em hơi sợ. Nhưng mà bơi ở đây quen rồi mấy em sẽ thấy rất là không có gì là đáng sợ hết cả, đúng không? Bơi thoải mái thì tối một mình, quen cái hồ bơi có hai đứa biết. Rồi quá biết, siêu biết. Rồi bắt đầu nhúng lên nhúng xuống nè. Bé Na 100 lần nha. Nếu mà thấy lạnh á thì nín thở lại. Nè, hít hơi vô, xong rồi xuống nước nín thở lại một chút. Rồi hãy thở ra ngóc đầu lên. Rồi nín thở lại một chút, rồi hãy thở ra ngóc đầu lên. Để mình phải nín thở lại một chút thì mình mới giữ được cái nhiệt ấm ở trong cơ thể của mình, giữ thân nhiệt mình tốt hơn ha. Với lại mình cũng tăng thể tích nồng phổi của mình ép cái phổi của mình nó căng ra. Nín thở lại nha mấy em. Rồi bắt đầu, bé Sonic sẽ bơi. Chậm rãi thôi nha, không được gấp nha. Bơi người cá là bơi biểu diễn nha, chứ không phải bơi đua nha. Rồi, chân hai lần để nước đẩy đi. Rồi hãy thở ra, kéo tay nhóc đầu lên, hít hơi vào. Nhớ là nằm thả nổi trên mặt nước, thẳng hai tay, hai chân ra ra, hít hơi vào là nằm nước, để có cái chân của mình á, cái đuôi cá mình nó cân bằng. Rồi hãy lắc đuôi nha em.